Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Báo chí quốc tế bùng nổ tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức. Nếu dám hốt, có khi Tô Lâm cũng sẽ bị hốt. Vào ngày 5 tháng 8, Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Slovakia là kênh truyền hình nước ngoài đầu tiên nổ phát súng về tin tức bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức, đem theo nhiều bí mật quốc gia cùng cuộc chiến quyền lực trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, có biên bản dịch tiếng Việt. Điều đáng nói là đài này cũng nhắc đến sự kiện cách đây 6 năm khi mà Tô Lâm sang tận Slovakia chỉ đạo việc bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đưa từ Bratislava về Moscow, sau đó về Việt Nam. Hình ảnh Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Slovakia công bố thông tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn trốn sang Đức. Vết nhơ mà ông Tô Lâm để lại tại châu Âu là quá đậm mà kênh truyền hình này đã nhắc lại như là một nguy cơ mà bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn có thể sẽ gặp phải một lần nữa. Thật là nhục nhã cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung và ông châu Bộ trưởng Bộ Công an nói riêng. Đường đường là người đứng đầu một cơ quan an ninh cấp quốc gia mà như quân thổ phỉ lén lút đến đất nước người ta chỉ đạo bắt cóc người, không xem pháp luật nước sở tại ra gì. Tiếp theo, Đài Phát thanh và Truyền hình Nhà nước Slovakia là nhật báo TASS của Đức cũng đã đăng tin về việc bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang có mặt tại Đức. Vào ngày 7 tháng 8, tờ báo này đã đăng một bài viết dài chiếm trang 3 dành cho chủ đề thời sự đặc biệt tường thuật về vụ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ẩn mình trốn tại Đức. Ngay trang đầu tờ báo, hình ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được in rất lớn, chiếm đến nửa trang báo với hàng tít là lời chào thân ái từ Hà Nội, ám chỉ vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017. Tấm hình này để giới thiệu bài báo ở trang 3 là bài báo độc quyền của tờ báo TASS, cơ quan mật vụ Việt Nam, dường như đang truy lùng tại Đức một phụ nữ Việt Nam có nhiều thế lực, người được cho là có liên quan đến các vụ đấu đá chính trị. Cơ quan an ninh Đức báo động ký ức về vụ bắt cóc Trịnh Xuân Thanh vào năm 2017 đã được đánh thức trở lại. Trang nhất của tờ nhật báo TASS. Bài báo này cho biết bà Nhàn đã sang Đức được vài tháng nay và hiện đang sống tại một thành phố lớn ở đây. Việt Nam đã gửi cho Đức đơn yêu cầu dẫn độ bà Nhàn, nhưng Sở Tư pháp Liên bang Đức đã bác bỏ đơn này. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Đức được cho là đã cảnh cáo Việt Nam về các hành động bất hợp pháp tiếp theo. Chính phủ Liên bang Đức sẽ không tha thứ cho bất kỳ sự can thiệp nào của các quốc gia nước ngoài trên lãnh thổ Đức. Bộ Ngoại giao Đức đã viết như thế. Cảnh sát Đức cũng đã liên hệ trực tiếp với bà Nhàn và cảnh báo về tình hình trạng nguy hiểm của bà. Ngoài ra, tờ báo TASS cũng cho biết kế toán trưởng của IC, ông Đỗ Văn Sơn, đã bị dẫn độ về Việt Nam từ nơi ông ẩn trốn là Tiểu Vương quốc các quốc gia Ả Rập Thống Nhất vào tháng 6 năm 2023. Cơ sở cho việc dẫn độ là một thông báo truy nã từ chính phủ Việt Nam thông qua Interpol, một truy nã đỏ, như Đại sứ quán các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã xác nhận với tờ báo TASS của Đức. Hiện người đàn ông này đang bị giam giữ tại Việt Nam. Mặc dù vậy, Bộ Công an Việt Nam lại nói rằng ông ta tự về đầu thú. Tờ báo TASS đưa tin bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đang ở Đức. Như vậy thì mọi hành tung của cơ quan an ninh Việt Nam đã bị báo chí nước ngoài âm thầm điều tra và nắm rõ thông tin. Điều đáng nói là chính quyền Đức đang bảo vệ bà Nhàn và có thể họ sẵn sàng tóm quân của ông Tô Lâm nếu quân Tô Lâm dám manh động như trường hợp của Trịnh Xuân Thanh. Người Đức đã từng sai lầm khi tin rằng Đảng Cộng sản Việt Nam cũng tử tế như họ, biết tuân thủ luật pháp nước sở tại. Hiện nay, cơ quan an ninh Đức đang cảnh giác cao độ với Tô Lâm. Có lẽ họ không còn xem ông Tô Lâm là một người đứng đầu của ngành an ninh của một quốc gia, mà hãy xem ông Tô Lâm như là người đứng đầu một băng đảng tội phạm. Nếu ông Tô Lâm trực tiếp sang châu Âu chỉ đạo bắt cóc như cách đây 6 năm, thì không loại trừ khả năng chính ông Tô Lâm sẽ bị tóm như một tên tội phạm quốc tế nguy hiểm vậy. Thật nhục nhã cho cái gọi là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cái thứ pháp quyền mà hàng ngày Đảng Cộng sản luôn ra giả vào tai người dân. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp với bản tin Báo chí quốc tế bùng nổ tin Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Đức. Nếu dám hốt, có khi ông Tô sẽ bị hốt. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.
Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nguyễn Cao Chí bị bắt, Tư Sang đã già, Trương Hòa Bình cũng đã yếu. Vào ngày 5 tháng 8, ông Tô Ân Sô, người phát ngôn của Bộ Công an Việt Nam, đã cho biết Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam ông Nguyễn Cao Chí với cáo buộc chiếm đoạt hơn 40 triệu đô la của bà Trương Mỹ Lan. Với ông Nguyễn Cao Chí, số tiền 40 triệu đô la không phải là lớn. Được biết, tại cơ quan điều tra, ông Chí nhận tội và sẽ phải nộp lại toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt trên. Cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã kê biên phong tỏa tài sản của ông Chí để đảm bảo thu hồi tài sản cho vụ án. Thông tin về ông Nguyễn Cao Chí bị bắt. Ông Nguyễn Cao Chí là một doanh nhân nổi tiếng. Tháng trước, báo chí còn dùm beng về việc ông Chí mất tích bí ẩn, nhưng bây giờ lại đưa thông tin ông đã bị bắt. Cũng theo ông Tô Ân Sô, vào ngày 15 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam đối với ông Chí. Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 15 tháng 1 cho đến ngày 5 tháng 8, ông Chí đã ở đâu? Ông ta đã kịp thời chạy trốn, rồi lại bị bắt lại hay là bị giam giữ suốt thời gian vừa qua? Đây là một nhân vật nổi tiếng có quen biết lớn, trong đó có cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và cựu Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình. Vụ Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan được xem như là sân sau của gia đình ông Lê Trương nổi tiếng. Hầu hết những đại gia đi lên để đất Sài Gòn đều dính dáng tới đó, hoặc nhóm của Lê Thanh Hải hoặc nhóm của Trương Tấn Sang. Ông Trương Tấn Sang đi lên từ thành phố Hồ Chí Minh, trên con đường tiến thân ông đã nâng đỡ không ít nhân vật, từ giới làm ăn tới giới chính trị. Thậm chí còn có tin ông đã làm ngơ để một tổ chức xã hội đen khét tiếng một thời ở đất Sài Gòn lớn mạnh lên, đó là tổ chức tội phạm của Năm Cam. Nguyễn Cao Chí mặc áo veston màu sáng đang ngồi cùng nhân vật lớn. Vì quen biết những nhân vật đã từng là lãnh đạo thành phố nên mọi hoạt động và các cơ sở của ông Chí hầu hết đều diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Chí còn là chủ công ty Capella Holding và là thành viên của hội đồng trường đại học Văn Lang. Thông tin cho biết ông Chí làm ăn lớn với bà Trương Mỹ Lan. Ông Chí đã nhận ủy thác hàng nghìn tỷ đồng từ Vạn Thịnh Phát và đây là nguyên nhân khiến ông Chí bị bắt. Việc Nguyễn Cao Chí kết hợp với Trương Mỹ Lan khiến cho liên minh này rất mạnh. Phía bà Trương Mỹ Lan thì được thế lực Lê Thanh Hải đỡ đầu. Phía Nguyễn Cao Chí thì có ông cựu chủ tịch nước Trương Tấn Sang đỡ đầu. Ông Trương Tấn Sang dù ra trung ương hay về vườn thì tiếng nói của ông cũng rất có uy tín với lãnh đạo của thành phố Hồ Chí Minh đương nhiệm. Cho nên trong thời gian dài, ông Nguyễn Cao Chí đã thâu tóm những khu đất vàng ở thành phố Hồ Chí Minh một cách dễ dàng với giá bèo bọt. Ngược lại, ông Chí cũng nhiều lần tháp tùng ông Trương Tấn Sang đi khắp nơi trên danh nghĩa ủng hộ từ thiện để đánh bóng tên tuổi cho ông cựu chủ tịch nước này. Nguyễn Cao Chí quả là tham lam khi bám vào ông cựu chủ tịch nước đã về hưu. Việc bám vào một nhân vật già và hết quyền lực chỉ có thể hỗ trợ Nguyễn Cao Chí về uy, chứ không hỗ trợ được về thực quyền. Mà làm sân sau của một thế lực đã suy yếu thì thế nào cũng bị thịt mà thôi. Và Nguyễn Cao Chí đã phải trả giá khi ông không chịu theo bà Đặng Thị Hoàng Yến cao chạy xa bay khi người đỡ đầu đã hết quyền lực. Ông Trương Tấn Sang đã quá già, khó mà cứu được ai. Được biết, Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là ông Lê Hồng Nam, từng là Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03 của Bộ Công an. Vì thế, Thiếu tướng Nam nắm rõ hầu hết những doanh nghiệp sân sau của cánh ông Tư Sang và biết có thể thịt sân sau của ông cựu chủ tịch nước này vì ông đã quá già, không thể nào che cho sân khỏi nắng cho được. Ông Nguyễn Cao Chí cũng có quen biết với cựu Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Tuy nhiên, ông Bình cũng đã suy yếu quyền lực vì đã về hưu nên chẳng thể cứu được. Trong Đảng Cộng sản là như thế, thế lực đang nắm quyền sẽ xem xét nhóm lợi ích nào thế chống lưng đã suy yếu thì họ sẽ thịt. Thịt để kiếm tiền chạy án khổng lồ, thịt để đưa sân sau của phe mình chám vào. Và cuộc chơi cứ thế tiếp tục, kẻ đang lên sẽ thịt kẻ già yếu để mà kiếm ăn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình trực tiếp với bản tin Nguyễn Cao Chí bị bắt, Tư Sang đã già, Trương Hòa Bình cũng đã yếu. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất.
từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de